Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Mad Sky Bầu Trời Toán Học. Hôm nay thầy giới thiệu cho các bạn phép nhân ngược phần 1. Phần này là nhân một hai chữ số, mỗi số có hai chữ số. Sẽ có phần 2, phần 3 tiếp theo các bạn nhé. Phép nhân ngược là nhân ngược với quy luật thông thường. Quy luật thông thường 12 nhân 13 thì nhân từ hàng đơn vị. Còn đây thầy thực hiện phép nhân đảo lại, gọi là nhân ngược, là từ trái qua phải. Đầu tiên ta lại lấy 1 nhân 1 là 1 đặt đây. Đấy. 1 nhân 2 thì 1, 1 nhân 2 là 2 đặt đây. Ok. Rồi lấy 3. 3 nhân 1 là 3. Viết thụt một chút. Đấy. 3 nhân 2 là 6, viết thụt một chút cộng lại. Thì đây là 156. Đấy. Phép nhân này gọi là nhân ngược. Cụ thể 12 đây là 120 cộng 36 thì các bạn. Các bạn hiểu như vậy. Đấy. Tương tự như vậy, ta lấy 26 nhân 37, ta lấy 3 nhân 12 là 6, đặt ở đây, ok. Lấy 3, 3 nhân với 6 là 18, 18 thì các bạn đặt ở đây. Đấy. Rồi tiếp tục lấy 7, 7 nhân 2, 7 nhân 2 là 14, đấy. 7 nhân 12 là 14, 14 thì các bạn đặt ở đâu? Đây, đặt đây, đúng, ok. Mười bốn thì các bạn đặt đây nha. 14 đặt đây. Số này xóa đi. Rồi, 7 nhân 2, 14 này. 7 nhân 6. 7 nhân 6. 7 nhân 2, 14. Rồi, 7 nhân 6 là 42. 42 đặt đây, ok. Các bạn cộng lại. Thực tế này, ở đây cứ nói cho các bạn biết này. Đây này. Đây này, 114 đây là 140 này, ok. 18 là 180 này. 6 đây chính là 600 này các bạn này, cộng lại đây, 2 này. 8 cộng 4 cộng 8 này. Cộng 8 cộng 4 là 12, 12 cộng 4 là 16. 6 nhân 1 đây là 1 chấm. 6 cộng 1 là 7, cộng 1 là 8, cộng 1 nhân 1 là 9. Vậy 962. Đấy, ta thử lại bằng máy tính vào túi. 26 nhân 37. 37 bằng này. 962 đấy các bạn. Đấy, 962. Bạn nhớ như vậy. Đấy, rất đẹp. Tương tự như vậy, ta lấy 41 nhân 51. Lấy 5 nhân 4 là 20. 20 về đây, ok. Rồi. 5 nhân 1 là 5. 5 thì các bạn về đây. Ok. Rồi tiếp tục này. Lấy 1. 1 nhân 4 thì các bạn về đây. Là 4, đấy, 1 nhân 4. 1 nhân 1 là 1, đặt ở đây. Rồi cộng lại. Đây là chỉ là 0 này, đây là 2050 cộng lại. 1 này, 9 này, 0 này, 2 này. Vậy 2091. Đúng chưa bạn? Thực hiện này, máy tính nhá. 41 nhân 51. 2091 này. Đấy. Phép nhân là nhân ngược và kỹ thuật nhân các bạn để ý một chút là phải cẩn thận trong quá trình đặt. Đây là 79 nhân với 36 này. 3721, 21 các bạn đặt ở đây. Ok. Rồi 39 là 18. 39 9327 3927 27 các bạn đặt đây. Ok, đặt chưa đúng nhá. Đấy. Rồi 6 này. 6742. 42 đặt ở đây. Ok. 69. 69 54 đặt ở đây. Cộng lại. Đây này là 4 này. Rồi, 7 cộng 2 là 9, 9 cộng 5. 7 cộng 2 9, 9 cộng 5 14, 14 nhớ 1. Nhớ 1 vào đây này, 1 chấm là nhớ 1 này. 1 cộng 2 là 3. Cộng 4 là 7. 7 cộng 1 là 8. Ok, 2 hạ xuống này. Và kết quả là 2844. Thử lại ông máy tính vào túi. 79 nhân 36
2844 các bạn, easy luôn. Nó có cơ sở khoa học hẳn hoi các bạn nhé. Tương tự như vậy ta lấy 88 x 21 thì ta lấy 2 x 8 là 16 đặt ở đây. Đấy, như chủ đặt các bạn. Rồi 2 x 8 16 nhưng mà đặt thụt lại một chút đấy. Rồi 1 1 x 8 là 8 đặt ở đây. 1 x 8 là 8 đặt ở đây. Đấy, như chỗ đặt nha. 8 này. 6 cộng 8 là 14, 4 nhớ 1 này. 6 cộng 1 là 7 nhớ 1 là 8 này. Hạ 1 chỗ này. Với kết quả là 1848 này. Thử lại này. 88 nhân 21. 1848 y chang luôn các bạn này. Đấy. Thế thôi, có gì phức tạp cả. Rồi tiếp tục ta lấy 99 nhân 37. Lấy 3 nhân 9 27. 27 đặt ở đây, đúng không? Rồi 3 nhân 9 27. 27 đặt ở đây. Ok, ok. Rồi 7 nhân 9 63. 63 đặt ở đây. Ok. Rồi lấy 7 nhân 9. Rồi 7 nhân 9 63. 63 đặt ở đây. Cầu lại. Đây là 3 này. Ok. 7 cộng 3 10 cộng 6 là 16. 16 nhớ 1. Nhớ 1 để chấm vào đây. Rồi 2 cộng 7 cộng 2 là 9, 9 cộng 6 là 15, 15 cộng 1 là 16, 6 nhân 1, đấy, 2 nhân 1 là 3. Với kết quả là 3663. Thực hiện lại các bạn nhé. 99 nhân 37. 3663 này. Đây các bạn, rất thú vị. Đấy, cái phép nhân này, phép nhân ngược, thì các bạn đã hình thành quy luật là kỹ thuật nhân là trừ trái qua phải. Và viết không cần viết nhớ mà mình viết liên tục cộng lại. Còn nhớ có đôi khi các bạn lại sai đấy, nhớ có đôi khi học sinh thực hiện phép nhân sách giáo khoa là từ phải qua trái, còn đây thì trái qua phải, nó ngược lại sách giáo khoa đấy, các bạn nhớ như vậy. Nhưng mà đều phải trúng một kết quả, đấy là một cái cách làm mới, nhưng mà cách làm mới phải đúng, tức là phải trúng kết quả các bạn nhé. Phép nhân này phép nhân ngược, đây là phép nhân ngược phần một, đây là phần phép nhân một số hóa chữ số thôi. Còn 3 chữ số, 4 chữ số thầy sẽ trình bày trong một cái video tiếp theo. Ở đây thầy có thể nêu thêm một cái ví dụ nữa nè. 18 này nhân với 19 nhé. Đấy. Đầu tiên 1 x 1 là đặt ở đây. 1 x 8 đặt ở đây. Ok. Bây giờ 9. 9 x 1 là 9 này, đặt ở đây. Rồi 9 8 72. 9 8 72. 72 thì đặt ở đây. Ok. Rồi cộng lại. Đây là 2 này. 8 cộng 9 là 17. 17 cộng 17 là 24 bên thứ nhớ, nhớ 2. Nhớ 2 chấm. Vậy là 1 nhớ 2 là 3, 342. Thử lại đúng nha. 18 x 19. 342 y chang luôn các bạn. À, cách làm của thầy là nhớ là thầy dùng hai dấu chấm để nhớ 1 1 chấm, nhớ 2 2 chấm để cộng lại. Thì làm như thế là các bạn sẽ hiểu bản chất vấn đề, chứ có gì sai cả. Đấy, đi trang này các bạn nhé. Đấy. Thì thầy là nếu các bạn làm như vậy. Đấy, cách đặt này. 1 x 1 là đặt ở đây. 1 x 8 đặt ở đây. Đặt thụt một vị. Đấy, 9 x 1 là đặt đây. Đặt với chút vị số 9 này. Rồi 9 x 8 72 đặt đây. Được cộng lại. Ở đây nhớ 2 thì 2 chấm. Đấy, các bạn nhớ vậy. Thì thầy làm như thế này là mong các bạn học toán hiểu hơn. Thêm một cách mới. Khác sách giáo khoa. Cách giáo khoa đẹp rồi. Bây giờ thêm một cách mới nữa. Để có một con đường mới. Con đường giải toán mới. Con đường mới. Trong học toán và giải toán, giải học toán. Không phải là khi nào rập khuôn theo một cái lối mòn của sách giáo khoa. Đấy. Mà mình phải tìm những cái xu hướng mới để thực hiện phép nhân. Đấy. Tạo một cái sự linh hoạt trong học toán. Tức là một cái vấn đề toán học chúng ta sẽ tiếp cận ở nhiều góc độ khác nhau để tìm ra quy trình tối ưu nha. Quy trình tối ưu hóa vấn đề tối ưu, nên gọi là về học toán như vậy. Còn học toán mà học theo kiểu rập khuôn máy móc thì không thể phát triển được, và chúng ta sẽ liên hệ toán cuộc sống để áp dụng toán vào cuộc sống càng nhiều càng tốt các bạn nhé. Thì ở đây là Matsky, kênh toán học của thầy, là bầu trời toán học và phép nhân
trong một hôm nay là phép nhân ngược. Hy vọng các bạn sẽ chấp nhận nó, coi nó là một kỹ năng mới trong thực hiện pháp nhân. Cuối cùng chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình nhân.